Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin trọng yếu nhiều Xuân Phúc liền lên tiếng, họa xâm lăng Việt Nam không cúi đầu. Vâng các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, ông Chủ tịch và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ít xuất hiện trên những chính trường Việt Nam và thay vào đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Và chính vì vậy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lần đầu tiên lên tiếng về sức ép của ngoại bang đối với chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa qua và đây là thông tin chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về điều đó đây là hình ảnh của ông Nguyễn Xuân Phúc trong kỳ họp quốc hội vừa qua Việt Nam sẽ không khuất phục trước ngoại bang Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trước khi trả lời chất vấn tại quốc hội hôm 7 tháng 11 năm 2019 đã nhắc lại bài học của cha ông dựng nước và giữ nước ông thủ tướng nói cha ông ta những bậc tiền bối của chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước ngoại bang chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn gian khổ và từ thủy lập quốc đến nay, Việt Nam liên tục bị giặc phương Bắc đưa quân tràn xuống xâm lược và điều đó đã được minh chứng trong lịch sử. Và đây là hình ảnh uh, thiếu tướng Lê Kế Lâm không nên tự thuộc địa hóa mình. Từ câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc, thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam hôm ngày 8 tháng 11, chia sẻ về truyền thống của dân tộc Việt Nam như sau. Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói trước Quốc hội rồi. Cái đó quá rõ ràng, ngay trong ngàn năm Bắc thuộc có hai bà Trưng bắt đầu từ năm 40 thế, thế kỷ. Thứ nhất này rồi, rồi đến Lý Nam Đế được bốn triều đại, 68 năm. Tiếp đẹo đó là năm 938, Ngô Quyền đánh quân Nam Hán thất bại trên sông Bạch Đằng và từ đó lập chính quyền phong kiến Đại Việt. Từ năm 938, Ngô Quyền lập nên quốc thể Đại Việt và hơn 1.000 năm rồi hơn một ngàn năm đó thì Trung Quốc tính cả lớn nhỏ đánh tới vài chục lần nhưng đều thua cả thì đó là quật cường của dân tộc Việt Nam ông đã nói như vậy và cần khẳng định rằng dân tộc Việt Nam rất yêu nước luôn lo lắng cho vận mệnh của quốc gia và chủ quyền của tổ quốc bất cứ họ ở trong nước hoặc ở nước ngoài đây là hình ảnh của Nguyễn Trãi với bản Bình Ngô Đại Cáo thiếu tướng Lê Kiến Lâm cho biết thêm Ông tin rằng người dân Việt Nam vẫn thế thôi, truyền thống của dân tộc Việt Nam ta 4.000 năm nay là luôn luôn kế tiếp và luôn luôn làm dạng rõ, dạng rỡ, giống nòi. Ông nói tiếp, nói như cụ Nguyễn Trãi đã nói, vận nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Do đó cho nên bây giờ thế hệ thanh niên Việt Nam ta, kể cả trong nước lẫn ở nước ngoài, tôi không chủ quan nhưng tôi thấy họ rất yêu nước, yêu một cách nồng nàn, yêu một cách nhiệt huyết chứ không phải nói miệng đâu cho nên tôi nói bất kỳ một nước nào, kể cả lân bang của mình có mạnh đến đâu mà xâm lược nước ta, thì nhất định nhân dân ta sẽ đổi cổ họ đi. và chủ quyền đất nước dù cho dưới bất kỳ chế độ nào cũng hết sức thiêng liêng trong lòng người dân Việt Nam. và đây là hình ảnh của tiến sĩ Nguyễn Quang A. vậy lãnh đạo chính cụ phủ Việt Nam đã làm được gì để xứng đáng là noi theo truyền thống của cha ông trong mặt trận chống ngoại xâm? Từ Hà Nội hôm mùng 8 ngày 11 11, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS uh, cho rằng có lẽ chính quyền nào ở Việt Nam mà khi đất nước bị đe dọa thì cũng phải lên tiếng đấu tranh, dù việc đấu tranh của mỗi chính quyền là có thể khác nhau, ông nói. Bởi vì dòng máu đấy có lẽ là đã ăn sâu vào trong máu của người Việt Nam, chủ quyền đất nước là chuyện rất thương liêng, không thể để cho bất kỳ kẻ xâm phạm. Đó là chuyện chung của tất cả mọi người. Và hiện nay, nguy cơ Việt Nam đang bị Trung Quốc khống chế theo kiểu thuộc địa mới cũng đang hiện ra ngày càng rõ hơn. Đây là hình ảnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch uh, Trung Quốc Tập Cảnh Bình trong một lần gặp gỡ mặt. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc A, điều vừa nói là một mối nguy sâu xa hơn cả việc bị gây hấn mà muốn tránh sự tự, uh, phụ thuộc và tự thuộc địa hóa của mình thì chỉ có một cách phải phát triển đất nước thật giàu, thật mạnh và người dân thật sự làm làm chủ. Ông nói tiếp, hiện nay thì tôi chỉ muốn nói về một uh, câu không biết thực hư nó thế nào nhưng trong dân gian người ta đồn đại rất nhiều là khi ông bộ trưởng bộ ngoại giao nguyễn cơ thạch nghe ông lê đức anh hay ai đấy nói về hiệp định thành đô thì ông ấy đã bảo rằng một ngàn năm bắc thuộc mới bắt đầu cái đấy còn nguy hiểm hơn tức là sự xâm lấn mà không cần một viên đạn nào việc gây hấn của trung quốc ở biển đông có lẽ không nguy hiểm bằng sự xâm nhập của trung quốc từ khắp mọi nơi và cứ như thế dần dần mất nước lúc nào không biết vì người dân và lãnh đạo cứ quen nghĩ như thế và dần dần trở thành một thuộc địa kiểu mới, vì bây giờ không có thuộc địa kiểu xa xưa nữa, mà tự mình trở thành thuộc địa. Và Trung Quốc đã liên tục cho tàu xâm nhập vào vùng lập quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt thời gian nhiều tháng nay, nhưng chính phủ Việt Nam dường như chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ được chủ quyền của đất nước. Và những người đứng đầu, đảng như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Vũ Trọng cũng không hề dám chỉ trích thẳng đấy là Trung Quốc và đây là hình ảnh của tàu cảnh sát biển ở Việt Nam đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm và trong những cái lúc mà phía Việt Nam bảo vệ chủ quyền của mình. Lời nói và hành động còn xa lắm. Cũng có ý kiến cho rằng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng cha ông chưa bao giờ khuất phục trước ngoại bang. Vậy kế thừa truyền thống của cha ông lãnh đạo ngày nay đã làm được điều đó hay không trước tình hình thực tế Trung Quốc từ tháng 7 đã đưa tàu lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam một cách bất hợp pháp và điều đó chúng ta thấy rất rõ thông qua những hình ảnh và những bản tin trước đây của chúng tôi uh, thì dường như uh, chiếc tàu hải dương 8 và đội tàu hộ tống của Trung Quốc đã gần như không gặp phải bất kỳ cản trở nào của phía Việt Nam và họ vẫn tiếp tục thăm dò theo những cái đường rất dài, mỗi đường chỉ vài trăm km sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và rất thẳng. Thời gian gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục đưa ra các cảnh báo về sự xâm phạm chủ quyền từ nước ngoài và tuy nhiên ông cũng không dám nói đó là của Trung Quốc. Và đây là hình ảnh của nhà giàn DK1 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc quấy phá suốt 4 tháng qua. Thiếu tướng Lê Kế Lâm cho biết ý kiến của mình thêm như sau. Cái đó thì hơi khó bình luận vì nói thẳng ra mỗi một thời kỳ có một cách đối xử khác nhau và hiện nay ta lên án Trung Quốc một cách mạnh mẽ đấy thôi. Và ngày hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rất nhiều vấn đề về Biển Đông, không nói tên Trung Quốc nhưng nói rằng họ xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ta Việt Nam ta không chỉ tên vạch mặt Trung Quốc nhưng ta vẫn nói. Các lực lượng của ta như kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân đấu tranh với Hải Dương 8 và số tàu và một số tàu bảo vệ ta đấu tranh từ tháng 7 đến nay rất quyết liệt. Đây là chia sẻ của Thiếu tướng Lê Kế Lâm, Phó Đô đốc của Việt Nam trước đó. Và tuy rất rõ ràng nhưng những người đứng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn chưa đủ dũng khí để nói thẳng Trung Quốc là nước xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong thời gian qua và hình ảnh chúng ta có thể thấy thêm như sau. Đây là hình ảnh của Trung tướng Trần Việt Khoa. Không chỉ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không dám nhắc đến tên Trung Quốc như lời Thiếu tướng Lê Kế Lâm. Tại phiên họp Quốc hội sáng ngày 30 tháng 10 năm 2019, Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chỉ gọi là nước ngoài chứ không nêu đích danh Trung Quốc. Khi đề cập đến tình hình Biển Đông bị, bị xâm phạm chủ quyền suốt 4 tháng qua thì ông cũng chỉ nói là nước ngoài mà thôi. Chích câu nói của Trung tướng Trần Việt Khoa như sau: "Từ tháng 5 khi chúng ta hoạt động dầu khí trên biển và đặc biệt là đầu tháng 7 đến nay, những ngày cuối tháng 10 vừa qua, chúng ta thấy nước ngoài đã đưa lực lượng xuống phản đối chúng ta một cách rất phi lý." Đây là hình ảnh của các bạn có thể thấy rất rõ. À, trước Quốc hội ông đã phát biểu như vậy và rõ ràng với phát biểu chỉ nói là nước ngoài như vậy thì ngay cả người dân Việt Nam cũng không biết là nước nào và quốc tế thì càng không biết thì điều đó rất bất lợi cho Việt Nam trước cái sự đấu tranh chống sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và người dân Việt Nam rất khó hiểu khi các lãnh đạo của mình vẫn không dám nói thẳng và kiêng rè mà không nói Trung Quốc. Đây tiếp tục là hình ảnh của Trung tướng Trần Việt Khoa trong phát biểu vừa rồi. Nhiều người cho rằng người dân Việt Nam cũng như quốc tế đều biết Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thậm chí quan chức quan chức của nhiều nước trên thế giới cũng đã nhắc đến tên Trung Quốc là nước đang đe dọa an ninh và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Trong khi đó, một trung tướng, giám đốc học viện quốc phòng lại không dám nêu đúng tên Trung Quốc là kẻ đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trước Quốc hội. Tại sao có sự e dè như vậy? Truyền thông bất khuất, truyền thống bất khuất, kiên cường của ông cha trong mặt trận chống ngoại xâm chưa lan tỏa sâu rộng trong giới lãnh đạo đương nhiệm hay sao? Như vậy có đáp ứng được mong đợi của người dân hay không? Đây là câu hỏi đã được đặt ra và có những nguyên nhân có thể giải thích cho việc né tránh lên án trực diện Trung Quốc của các quan chức Việt Nam. Và đây là hình ảnh Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng đã chia sẻ ý kiến của mình. Nhà nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng đã nói Tôi thấy có sự chuyển biến khá rõ rệt mặc dù chưa đáp ứng được mong đợi của người dân. Từ ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Thủ tướng cũng đều nói cùng một khẩu khí như thế. Câu, cái câu không khuất phục trước ngoại bang là ta thấy cũng không mấy rõ, nhưng ai cũng hiểu cái đó trong biểu cảnh buộc người dân hiểu là Trung Quốc. Cách nói đó là sự e dè, dè dặt, đó là người dân có thể hiểu, có thể thông cảm được. Có điều từ lời nói đến hành động thực tiễn là một khoảng cách dài mà chính phủ khó có thể đi nhanh được. Ngay cả khi người dân tin là chính phủ thành thật trong lời ăn tiếng nói của mình, ông nói. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, Chính phủ cũng như đảng cầm quyền của Việt Nam đang ở tình thế nếu chống lại sự ức hiếp của Trung Quốc thì họ một phần phải mở cửa bớt biệt miệng người dân. Nhưng đối với họ, họ lại sợ các tiếng nói dân chủ trong nước mà có khi họ còn sợ hơn cả nạn nhân có hơn và có khi họ còn sợ hơn cả nạn ngoại xâm. Ông đã chia sẻ. Và hiện nay nhà cầm quyền Việt Nam đang phải đối diện với một thực tế hiển nhiên đó là Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ gần như trên toàn bộ trên Biển Đông, với đường chín đoạn, có nghĩa là đường lưỡi bò, và trong đó bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và khu vực Bãi Tư Chính. Việt Nam chỉ còn có cách thể hiện chính kiến của mình đối với Trung Quốc cho trên 90 triệu người dân trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế được biết. Đồng thời, thực hiện sớm, liên minh, liên kết với Mỹ và châu Âu, Úc, Nhật cùng các nước văn minh trên thế giới để đủ sức chống lại sự xâm phạm, xâm lược đất nước từ quân bành trướng Bắc Kinh. Muốn đạt được điều này thì Đảng và Chính phủ Việt Nam hãy mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội để cùng nhau hội nhập vào nền dân chủ tự do trên thế giới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cũng như ấn nút theo dõi tại Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.